Từ vùng đất hoang sơ, thảo cấm viên Sài Gòn trải qua bao thăng trầm vẫn tồn tại 150 năm với nhiều dấu tích lịch sử và là một trong 10 vườn thú lâu đời của thế giới. Năm năm sau khi chiếm Sài Gòn, ngày 23 tháng 3 năm 1864, đề đốc cho xây dựng vườn Bách Thảo, ông Louis Adolphe Germani, thú y của quân y đội Pháp, được giao mở 12 hectare vùng đất hoang ở phía đông bắc rạch thị nghè để làm nơi nuôi thú và ươm cây. Một năm sau, vườn thú đã cơ bản được hình thành với một số chuồng trại. Nhận thấy tầm quan trọng của vườn thú lớn ở Viễn Đông, cuối tháng 3 năm 1865, toàn quyền Đông Dương đã mời ông Des Nozipri phụ trách chăm sóc vườn thực vật ở vườn Bách Thảo, Katura, Ấn Độ, sang làm giám đốc. Ông Perry được giao nhiệm vụ sưu tập các loài thực vật, động vật của Nam Kỳ và và ba nước Đông Dương để chuyển về Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Paris, cũng như trồng dọc các trụ lộ ở Sài Gòn. Đến cuối năm đó, vườn Bách Thảo được mở rộng thêm 20 hecta. Từ năm 1867, vườn Bách Thảo được đặt dưới quản lý của Hội đồng Thành phố Sài Gòn với kinh phí hoạt động 21.000, quan pháp mỗi năm, do ngân sách thuộc địa cung cấp. Hai năm sau, kinh phí được tăng lên 30.000 quan pháp. Tại thời điểm đến nay, công viên có 509 loài động vật, trong đó có 120 loài thú, 344 loài chim và 45 loài bò sát. Sang năm 1924, vườn Bách Thảo sát nhập thêm 13 hecta phía bắc bờ rạch Thị Nghè với tên gọi là vườn Cô Ra. Một cây cầu đúc được bắc qua rạch để nối liền hai khu vực hoàn thành năm 1927. Cũng trong năm đó, nhờ sự vận động của một viên chức Pháp tại Nhật, chính phủ Nhật đã cung cấp cho vườn Bách Thảo khoảng 900 giống cây lạ. Sau năm 1954, Thảo cầm viên chỉ còn bên mặt này của sông Thị Nghè, còn khu bên kia lấp dần nhà cửa và chợ Thị Nghè. Nhiều loài động vật mới lạ xuất hiện tại Việt Nam như hà mã, hà mã lùn, báo Nam Mỹ, đà điểu châu Phi, hồng hạc, đời ươi, hưu cao cổ thảo cầm viên được xem như viện bảo tàng sinh vật học với cả nghìn loài động vật việt nam và thế giới đang được nuôi trồng Hiện nơi đây có bộ sưu tập khổng lồ với 4.000 loài cây thuộc loại thực vật và trên 600 loài cá thể động vật quý hiếm. Không chỉ là nơi lưu giữ các động vật trong khuôn thảo cầm viên Sài Gòn, còn có đền thờ Hùng Vương, ngôi đền được nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng cạnh cổng chính năm 1926 với tên gọi đền kỷ niệm để tưởng niệm những người Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Với lịch sử 150 năm hình thành và phát triển, có thể nói Louis Perry, sinh năm 1833, mất năm 1905, là người có công lớn trong việc xây dựng, mở rộng vườn Bách Thảo. Tháng 2 năm 1933, Hội đồng Khoa học Pháp xây dựng một cột bia đá. Hoa Cương đặt đằng sau khu vườn kiểng, trên mặt cột bia, ghi lại câu nói của ông trước khi qua đời. Tôi đã nghỉ hưu, nhưng còn quá nhiều việc để làm cho ngành thực vật tiếc là tôi không còn có thời gian và cuộc sống thì ngắn ngủi quá